Hello cả nhà. Hello Nguyễn, anh Nguyễn Bảo Thụy Tâm Trần. Mọi người ơi, mọi người vào live stream nha. Mình live stream bán vé nha mọi người, live stream bán vé xíu nha. Hải Nghi đang đâu? Quỳnh Ngọc, An Kỳ, chào mọi người nha. Hồng Linh Di, Trúc Thanh. Trúc Thanh ơi, một vé 300 phải không, cho hai số điện thoại nha. Ngọc Ngân, Bùi Cẩm, Trí Nhược. Nó đang ngồi ở trong nha. Nhóc lính của em á, ngồi trong nè. Huệ Trương. Thanh Nhi. Hello cả nhà nha. Trúc Thanh ơi, nhắn cho hai số điện thoại nha, nhắn tin số điện thoại thì sẽ có người giao vé nha, còn không là em muốn lên sân khấu lấy vé cũng được nha. Vinh còn vé hàng F, hàng G, hàng B, hàng C, còn vài vé thôi nha mọi người, chứ không còn nhiều vé, mỗi hàng thì chỉ có vài vé thôi. Lê Hùng, em đang ở quận 8, có rảnh thì qua uống cà phê nè. Nhung Lê, đồ si sushi. Hello mọi người nha, mọi người vào live stream chia sẻ nha. Mình sẽ live stream một chút xíu, mình bán vé nha. Nha mọi người ha. Nguyễn Trâm, Huệ Trương, cảm ơn mọi người. Chào Lê Bảo Ngọc. Vũ Ngân. Chào tất cả mọi người nha. Mọi người ai chưa có vé mọi người nhanh tay đặt vé. Quách Ngọc Bảo Châu, hello em. Mỹ Duyên Trần, Úc Xuân. Dạ em ở quận 8, gần nhà luôn đó anh Hùng ơi. Ca sĩ Thái Quỳnh. Dạ em là Thái Vinh chứ không có Thái Quỳnh. Người chia sẻ live stream nha, chia sẻ live stream mình stream bán vé xuất hát ngày 26. Hello chị Giang. Đợi xíu nữa em kiểm tra lại nha chị. Cái ICB có vấn đề hay sao á, em cũng chưa có nhận được ở trong đây luôn. Em chưa nhận được luôn. Hello Bích Liên. Bích Liên vé mình còn hàng nào, Bích Liên đăng lên cho anh nhé, cho hai nha. Quỳnh Như, yes, cảm ơn. Mỹ Duyên Trần, đúng tên rồi đó. Trần Ngọc, hello mọi người chia sẻ live stream nha. Bên bán vé ngày 26/2 sắp tới nha mọi người, còn cũng khoảng hơn một tuần nữa mọi người ha. Mọi người nhanh tay đặt vé nha, mà vé còn xuống số lượng rất là ít. Người nhanh tay đặt vé cho Vinh nha, Vinh sẽ chốt vé, sorry, tốt cho mọi người nha. Như vậy là ICB nó bị lỗi rồi đó chị. Để coi, chắc đầu giờ trưa em chạy ra ngoài em coi luôn nha chị. Đầu giờ trưa này em chắc ra ngoài em coi luôn. Có thành lập đội bóng, có
có anh Hồng ơi, có thành lập đội bóng nha, bóng đá chứ không được, không có đội bóng, bóng đá đàng hoàng anh phải ghi đúng chứ người ta nói là thành lập đội bóng không mình chết luôn á. Tuần Ngọc Kỳ Lân nha, Phạm Thị Tuyết, nhanh tay đặt vé nha, còn một số vị trí rất là đẹp. Nếu mà mọi người đặt vé đi, Vinh sẽ để lại vị trí rất là đẹp nha mọi người, còn một số vị trí rất là đẹp luôn, ngồi rất là gần sân khấu luôn, coi rất là hay nha mọi người ha. Mọi người nhanh tay đặt vé cho Vinh nha, và số lượng rất là ít luôn nha. Hôm nay thì Vinh sẽ chốt vé cho mọi người luôn. Mọi người nhanh tay đặt vé để có những cái vị trí ngồi rất là đẹp nha mọi người, ngồi hàng giữa luôn. Hello Linh Đan. Dạ con chào cô Thiện Hạnh Ngọc Lan. Chúc danh sách người nhà được bao nhiêu người để anh biết rồi kéo cầu về đá. Hello Mộng Cầm. Anh Hùng ơi, chút xíu nữa đi rồi chút nữa em gọi cho anh nha. Chút xíu em gọi em để em coi bên đoàn coi có ai muốn đá banh thì chốt. Chủ nhật mình đá một trận ha, hàng tuần luôn nha. Chủ nhật mình đá một trận. Em làm bầu luôn cho nha. Có áo đấu đàng hoàng luôn nha. Hello Angela Bích Liên, lâu quá không gặp. Tài Tino, nay anh diễn ở Vũng Tàu hay 17 tháng 2 hả? 17 tháng 2 lịch diễn chắc phải hỏi lại chị 300 nha. Anh cũng không có nắm lịch diễn nữa, giờ đoàn bóc anh đi đâu đi đó. Chắc anh ở anh ạ, à, chắc hình như là anh ở Vũng Tàu á. Cứ chủ nhật anh coi sân 7 người cũng được, sân 7 người thôi, không có sân 11 người sao mọi người đá không nổi. Sân 7 người thôi, mình làm một đội bóng Quỳnh Long, mình sẽ đi giao lưu nha, sáng chủ nhật. Anh Hùng coi lên kế hoạch giùm em nha. Rồi Vinh ơi, ngồi gần sân khấu là bao nhiêu tiền? Dạ 1,2 triệu nha Nguyễn Huệ ơi. Chị Nguyễn Huệ ơi, 1,2 triệu là hàng B luôn nha chị ha. Em còn 3 vé hàng B rất là đẹp, ngồi sát sân khấu luôn, gần sân khấu luôn, là hàng thứ nhì á chị. Nhanh tay đặt vé nha. Mọi người biết là diễn ở sân khấu thì kết hợp giữa âm thanh ánh sáng rồi hiệu ứng tất cả các màn hình LED tất cả mọi thứ rồi này nọ rất là hay, nên mọi người xem ở sân khấu thì sẽ khác hơn là sân khấu hát trầu. Hát trầu thì có thể là cắt khớp cắt lớp này nọ để giờ giấc của bên hội, còn ở sân khấu thì mọi người được hát, mọi người được hỗ trợ về những cái hiệu ứng âm thanh ánh sáng rất là hay, nên coi sân khấu rất là đã nha mọi người. Em chào chị Thanh Thúy, cái này có đi coi tụi em không? Dung Nguyễn, Minh Châu, Thiện Hạnh, dạ con cảm ơn cô Nguyễn Trân. Chào tất cả mọi người nha, mọi người nhanh tay đặt vé Vinh nha. Vinh chỉ còn một số vé thôi, Vinh bán cho xong vé để cho mọi người xem. Ha ra hát chầu không có bán vé nha em, hát chầu không có bán vé. Ngọc Hương, dạ con chào, dạ chào người Yến Phạm, Yến Phan, dạ chào tất cả mọi người nha. Vinh đang bán vé cho ngày 26 tháng 2, vở diễn tái diễn lần thứ 3 nha mọi người, là vở diễn Ngọc Kỳ Lân nha mọi người, vở diễn Ngọc Kỳ Lân. Mọi người nhanh tay đặt vé nha, Vinh còn một số vé, Vinh đang cần bán cho nhanh để chốt sớm vé nha mọi người. Hai ơi, chị Kỳ Việt Liên, hai vé hàng Easyca, hàng Y bây giờ là còn
còn hai vé mà ở phía trong nha, ở bên cánh gà hàng y, hàng si, hàng ca, hàng si cũng vậy luôn nha. Rồi chốt cho chị Kỳ Việt Liên hai vé nha, phải nói vô mới được. Không có tờ giấy chốt luôn. Bích Liên, Bích Liên nốt lại giùm cho hai đi. Bích Liên nốt vé của chị Kiều Việt Liên cho hai nha. Nguyễn Xuân Hiếu, Xuân Hiếu Nguyễn. Mọi người chia sẻ live stream nha, Vinh bán vé một chút xíu. Bên sẽ đi công việc nha. Quý Sương Nguyễn chào mọi người, mọi người mua vé đặt vé cho Vinh nha, còn một số vị trí rất là đẹp, mọi người nhanh tay đặt vé nha. Ok, để hai chốt chỗ cho chị ngồi về dễ xem. Ngọc Ái Võ, mọi người nhanh tay đặt vé nha, Vinh còn khoảng vài chục vé. Cảm ơn Ngọc Lan. Hồi nãy có bạn chúc một vé 300 đó. Dạ em chào chị Thanh Thúy. Cho bé đoàn thực vũ Quỳnh Long nha, ở kịch bản Ngọc Kỳ Lân vào lúc 17 giờ ngày Chủ nhật nha mọi người, tại rạp Hồng Liên, địa chỉ là Trung tâm Văn hóa quận 6, là 259 Hậu Giang, phường 5, quận 6 nha mọi người. Giá vé là 1.200.000, 1.800.000, 500.000 và 300.000, thì hiện tại bây giờ vé vẫn còn số lượng không có nhiều nha mọi người, thì vé cũng còn ít à. Nên mọi người nhanh tay đặt vé. Hiện tại mình cũng còn một vài vị trí rất là đẹp. Hầu như nói chung là chạy về sân khấu ngay chỗ trường, ngay sân khấu Hà Phong Liên á, nó là hình vòm á mọi người, nó hình vòm á, là cũng rất dễ coi, ngồi đâu cũng có thể coi được, rất là dễ coi. Mấy giờ? 7 giờ nha Duy Nguyễn ơi. Dạ con chào cô Linh trẻ, cô khỏe không? Chúc Mai Nguyễn. Mọi người biết là đoàn của Quỳnh Long á là mở màn rất là sớm, đúng 17 giờ là chuẩn bị mở màn rồi nha mọi người. Đoàn Quỳnh Cổ Quỳnh Long muốn diễn sớm, là muốn kết thúc sớm để cho mọi người đi về không có khuya, nên đoàn của Quỳnh Long muốn là diễn sớm cho mọi người xem, nên mọi người phải đi sớm để coi những cái cảnh khai tử, lúc nào cũng cảnh khai tử mà cũng đẹp hết á, cũng hay hết á. Tại cái đó là cái bắt nguồn của một vở diễn, nên lúc nào Đồng Lâm cũng tập trung và đầu tư những cái cảnh khai từ cho mọi người xem. Mọi người nhanh tay đặt vé cho đầu tư của Long nha mọi người ơi. Hello mọi người. Dạ con cảm ơn cô Linh trẻ. Mọi người nhanh tay đặt vé cho đoàn của Quỳnh Long nha, chỉ còn có vài vé thôi mọi người ơi, nhanh tay đặt vé nha. Vé 1.200.000, 1.800.000, 500.000 và 300.000. Vinh chỉ còn vài vé thôi. Hello tất cả mọi người. Mọi người nhanh tay những cái vé mà còn lại bên cũng có nhiều vị trí rất là đẹp, mọi người ngồi rất là thoải mái luôn. Xem mọi người biết là sân khấu của Hồng Liên rồi đó, là sân khấu hình vòm, nên mặc dù là ngồi cánh gà hay là ngồi đâu mọi người cũng vẫn rất là dễ coi. Thậm chí bây giờ một số khán giả là đòi mua những cái vé ở gần cánh gà, tại vì gần vị trí để đi vệ sinh này nọ cũng vui, cũng hay. Thứ hai là những cái vé mà mọi người biết là những vé ngay giữa sân khấu á, là hầu như là
đã bị đặt, đã được đặt cố định luôn rồi mọi người. Nên nói chung là khi mà chưa công diễn gì hết là đã mọi người đã đặt hết rồi. Những vị trí mà ngồi ngay giữa sân khấu á là hầu như là mọi người đã đặt hết trước khi công bố bán vé luôn. Nên mình cũng giữ lắm mới có những cái vé ngồi giữa sân khấu cho mọi người luôn. Mọi người ủng hộ mua vé cho đoàn đội của Hoàng Long để mau bán hết vé nha, chị cũng hy vọng là sẽ hết vé trước 3 ngày nha mọi người. Đó là một chỉ tiêu của đoàn Hoàng Long, bán vé trước 3 ngày là ok. Chào Nguyễn Trinh, Nguyễn Quỳnh Nhi, Sony. Hello cả nhà nha. Có thể là Vinh sẽ không thấy một số comment ở đây nha mọi người. Ai mà có comment gì thì Vinh Liên có thấy thì Vinh Liên note lại dùm cho hai nha. Minh Anh, đôi khi bây giờ Facebook thì nó chặn những cái tương tác nhiều lắm mọi người. Nên có những comment Vinh thấy, có những comment không thấy. Mọi người chia sẻ livestream nha, Vinh sẽ chị Giang bán vé phụ. Dạ em cảm ơn chị Giang. Quyền Trang, mỗi lần mà vé mà được bán hết cho mọi người á là đoàn rất là vui và anh em nghệ sĩ rất là vui nha mọi người. Khán giả đến đông rạp, kính rạp luôn để xem anh em nghệ sĩ đồng Quỳnh Long biểu diễn. Đó là một cái động lực mà để cho tất cả các anh em nghệ sĩ đồng Quỳnh Long ngày càng trau dồi và ngày càng sản ra, phát hành ra nhiều cái vở hay hơn cho mọi người ha. Nên mọi người ủng hộ cho đồng Quỳnh Long nha. Hello Yến Nhi, hello Quyền Trang, hello Tài Năng Việt, Trần Trang. Được khi mọi người comment Vinh cô không thấy, mọi người thông cảm nha. Đây nãy giờ không thấy comment luôn. Xin chào chị Nguyễn Tuyền. Sắp tới thì Vinh thật sự là mấy hôm nay mọi người sẽ thấy là trên mạng, trên YouTube và báo đài thì họ truyền thông thì họ đưa tin cái dạ em cảm ơn chị Giang Vũ Quỳnh. Hoàng Quỳnh Long có một số hoạt động phục vụ cho các em học sinh tại các trường đó mọi người. Thấy mọi người ủng hộ quá trời quá đất luôn. Thật sự là em cũng cảm ơn chị Giang luôn, hỗ trợ kết nối cho tụi em vào trường để hát.
nhờ vậy mà bây giờ một số trường đang liên hệ với rất là nhiều, cũng ở tỉnh, ở trên Sài Gòn, ở tỉnh cũng 4-5 trường rồi đó. Nhiều quá, bây giờ cũng chưa có thời gian để phục vụ hết nữa, cũng phải sắp xếp thời gian để cố gắng, xếp thời gian để cố gắng đi phục vụ cho tất cả các em học sinh luôn. Không ngờ mà việc làm nhỏ mà hiện tại bây giờ quá trời quá đất. Cũng là tín hiệu rất là vui cho mọi người, các trường đều ủng hộ hết. Mọi người nhân tay ủng hộ nha, ủng hộ đoàn của Phổ Quỳnh Long mọi người. Bé cũng còn vài bé nha mọi người, nhanh tay đặt vé cho Vinh nha. Ở Vinh sẽ livestream thường xuyên hơn để bán vé cho mọi người nha. Còn một vài vé thôi, mọi người nhanh tay đặt vé nha. Có những cái vé nằm ở phía trước là đẹp luôn nha mọi người nhanh tay đặt vé nha. Hello Lê Nguyên, hello Xuân Thảo, Nguyễn Ngọc Ngân, chào em. Kỳ này có lên Sài Gòn coi nữa không? Thanh Nguyên, lần sau mình về trường quận 5. Dạ bây giờ nhiều trường lắm chị ơi, trường Thủ Đức, trường quận 5, rồi Bình Thạnh cũng có, rồi trường ở Tiền Giang, Mỹ Tho nhắn tin cho em hỏi. Ui, nhiều quá trời nhiều luôn, bây giờ không biết như thế nào luôn. Chắc ngày mốt em với chị gặp lại nói chuyện, bắt đầu là bàn kế hoạch đi tiếp của chị. Lỡ rồi chị em mình chơi tới luôn hả chị? Mình làm một cái việc gì đó mà mọi người ủng hộ mình rất là vui nha mọi người. Rất là vui. Bởi vì em nói rồi, bây giờ em đi đâu là phải có chị Giang tới đó. Nhiều trường lắm chị, ở ngoài Thủ Đức mới gọi cho em hôm qua. Hello Long Vũ. Học cái bộ môn tuồng cổ này mà các em học sinh rất là thích. Em gặp mấy bạn học sinh bạn thấy múa mai, mặc đồ đẹp, mấy bạn rất là thích. Hy vọng là sẽ được làm nhiều hơn nữa. Có điều kiện mình sẽ làm được nhiều hơn nữa. Không những ở Sài Gòn mà các tỉnh luôn. Tỉnh thì nó hơi khó khăn chút xíu, vận chuyển, di chuyển hơi xa. Ở Sài Gòn thì trước mắt là ở Sài Gòn nhiều. Dạ chị. Hello Nguyễn Thuận, Nhân Trần. Bên không có thấy nhiều cùng em nha mọi người ơi. Mọi người nhanh tay đặt vé nha. Vé đêm diễn ngày 26 tháng 2 tại đạp sân khấu Hồng Liên nha. Vở tuồng là tái diễn của Ngọc Kỳ Lân nha mọi người. Tái diễn Ngọc Kỳ Lân. Mọi người nhanh tay đặt vé nha. Mọi người nhanh tay đặt vé cho Vinh để Vinh chốt vé nha, một cho mọi người luôn nha. Rất là hay, mọi người không thất vọng đâu. Đã diễn 2 lần rồi nhưng mà khán giả yêu cầu quá coi chưa đã, mọi người muốn coi nữa thì còn với quyết định là tái diễn nha mọi người, tái diễn lần 3 để cho mọi người xem. Mọi người sẽ thấy những hiệu ứng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, tất cả mọi thứ coi rất là đặc sắc. Mọi người nhanh tay đặt vé cho Vinh nha, còn một số vé ở vị trí rất là đẹp nha mọi người. Xuân Như Jun, có khán giả mà 2 lần trước mà không mua được vé đó, lần này nếu mà có biết thông tin thì mọi người chia sẻ giùm nha để mua được vé cho đợt này, xem được cái đợt này của đoàn từ Phủ Quỳnh Long biểu diễn nha mọi người. Thư Bảo Mật, hello chào Nguyễn Thuận, Ngô Phạm Thảo.
đây đặt vé cho Vinh nha, anh đây đặt vé cho Vinh. Show diễn ngày 26 tháng 2 nha mọi người ơi, Kỳ Lân nha mọi người. Kỳ này là hứa hẹn sẽ quậy băng nóc luôn nha mọi người. Giờ này mọi người sẽ quậy băng nóc luôn nha, vừa xem cái lương mà vừa cười vừa khóc này nọ mọi thứ, vừa xem biểu diễn vũ đạo hay lắm, cảm không? Thật sự là Vinh là nghệ sĩ trong có tham gia mà mỗi lần xem các bạn các cô chú tập tuồng còn mê ngò mê nó hay. Mọi người biết là vở diễn này là khách mời và thú dữ không nha mọi người. Anh nghệ sĩ Tú Hoài Linh này, nghệ sĩ Tú Ngọc Quyền này, Ngân Tuấn này, nghệ sĩ Tú Phụ Quốc này mọi người, rất là hay, gạo cội không. Chào chị Cẩm Hồng, Giang Lê, em chào chị Thanh Thúy. Kỳ này khi có đi coi không, có ở Việt Nam đi coi không? Em chào chị Maria người Hiến, chào chị Hai Quyền Lê. Ok mọi người, mọi người nhanh tay đặt vé luôn nha, vé Ngọc Kỳ Lân vào lúc 17 giờ tại sân khấu Đặc Hồng Liên, 259 Hậu Giang, phường 5, quận 6 nha mọi người. Thấm Trần Hồng. Mọi người nhanh tay đặt vé để có những cái vị trí tốt, vị trí ngồi đẹp nhất nha mọi người. Như Loan, ok. Vinh nhắc lại nha, Vinh còn một số vị trí rất là đẹp của vé ngày diễn ngày 26 tháng 2 nha mọi người. Cả nhà nhân tay đặt vé cho Vinh, inbox cho Vinh nha, Vinh sẽ trả lời inbox cho mọi người. Vinh sẽ chốt vé cho mọi người luôn nha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi livestream nha. Vinh xin phép outline để Vinh công việc. Có gì thì Vinh sẽ chốt vé cho mọi người sau nha mọi người ha. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha, tạm biệt vui vẻ nha. Hai trời ơi. Xếp vô. Em chào thầy Lê Nguyên Đạt. Trời ơi. Em đang bán vé. Trời ơi là chào rồi. Ok mọi người ha. Chào tất cả mọi người luôn. Mọi người nhớ inbox đặt vé cho Vinh nha. Có gì Vinh sẽ trả lời inbox cho mọi người sau nha mọi người ha. Bye bye mọi người.